Tại tỉnh Bạc Liêu, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng gia tăng sau Tết Nguyên Đán, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo đối với các cuộc họp quan trọng thật sự cần thiết trước khi tổ chức phải tiến hành việc xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho các đại biểu tham dự và phải đảm bảo công tác phòng chống dịch thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Không được tổ chức dùng cơm tiệc chiêu đãi sau cuộc họp. Đặc biệt, tỉnh Bạc Liêu cũng quy định người trên 18 tuổi, nếu chưa tiêm đủ 2 liều vaccine trở lên, không được ra đường. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, trong 24 giờ từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 2, toàn tỉnh ghi nhận thêm 98 ca mắc COVID-19, tăng 48 ca so với ngày trước, trong đó có 69 ca trong cộng đồng.